F0 các tỉnh miền Trung tăng đột biến, thêm nhiều chùm ca bệnh cộng đồng. 24 giờ qua, F0 ở Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh miền Trung, miền Tây tăng, một số nơi phát hiện chùm ca mắc cộng đồng nguy cơ lây lan rộng. Hà Nội 709 ca dương tính. Hôm qua, mùng 8 tháng 12, Hà Nội thêm 709 ca dương tính SARS-CoV-2. Các bệnh nhân được phát hiện tại 245 xã, phường, thị trấn thuộc 28 trên 30 quận, huyện, Đống Đa 177, Đông Anh 86, Gia Lâm 46, Hoài Đức 41, Thường Tín 34, Thanh Xuân 27, Hoàng Mai 25, Chương Mỹ 23, Hai Bà Trưng 23, Bắc Từ Liêm 21, Cầu Giấy 18, Hà Đông 16, Nam Từ Liêm 15, Sơn Tây 15, Tây Hồ 15, Thanh Trì 15, Mê Linh 14, Long Biên 12, Quốc Oai 11, Thạch Thất 11, Ba Đình 10, Đan Phượng 9, Hoàng Kiếm 9, Sóc Sơn 9, Phú Xuyên 8, Thanh Oai 8, Ba Vì 6, Ứng Hòa 5. Cộng dồn F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 29 tháng 4 là 15.255 ca. Trong đó F0 ghi nhận trong cộng đồng là 5.847 ca, F0 là được cách ly là 9.408 ca. Hải Phòng 157 người nhiễm nCoV. Trong ngày mùng 8 tháng 12, Hải Phòng ghi nhận 157 ca dương tính mới. Đáng chú ý là chùm 40 ca tại khu công nghiệp VSIP được phát hiện qua khám sàng lọc. Hiện tổng số ca mắc toàn thành phố là 1.697 ca. Thanh Hóa cao kỷ lục. Thanh Hóa ghi nhận 219 ca mắc mới, 124 trường hợp phát sinh trong tỉnh với 6 ca cộng đồng và 95 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố khác. Đây là ngày phát hiện số ca mắc cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, địa phương này ghi nhận 3.368 bệnh nhân COVID-19, 2.149 người được điều trị khỏi được ra viện, 12 bệnh nhân tử vong. Nghệ An 112 F0. Nghệ An phát hiện 112 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, 20 ca cộng đồng, 81 ca không có triệu chứng. Các ca cộng đồng được phát hiện tại Yên Thành, thành phố Vinh, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Con Cuông và Quỳnh Lưu. Ngày 8 tháng 12, thêm 61 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, không ghi nhận ca tử vong. Nghệ An đang điều trị 1.139 ca COVID-19. Quảng Bình F0 tăng đột biến. Trong ngày hôm qua, số ca dương tính SARS-CoV-2 tại Quảng Bình tăng đột biến với 116 ca. Chủ yếu liên quan đến chùm ca bệnh của một công ty đóng trên địa bàn huyện Bố Trạch, chiếm 96/116 ca. Trong số các ca mắc mới, 38 ca cộng đồng. Trong ngày, thêm 27 bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện. Thừa Thiên Huế 156 ca mắc. Chiều qua, Thừa Thiên Huế thêm 156 ca dương tính SARS-CoV-2, 14 ca tại khu cách ly tập trung, 1 ca giám sát y tế tại nhà, 32 ca F1 đang thực hiện cách ly tại nhà và 109 ca cộng đồng. Các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng địa chỉ tại thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và hai huyện Phú Lộc, Phú Vang. Tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 5.730 ca F0 bao gồm cả số bệnh nhân nơi khác chuyển đến Bệnh viện TW Huế điều trị. F0 cộng đồng ở miền Tây, Cần Thơ ghi nhận 875 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng số ca mắc lên 34.882 ca, điều trị khỏi 16.683 người. Ngày 8 tháng 12, địa phương này thêm 10 ca tử vong nâng số ca tử vong lên 261. Đồng Tháp phát hiện số ca nhiễm mới cao với 725 người, trong đó 271 ca trong cộng đồng. Trong ngày thêm 7 ca tử vong nâng số ca tử vong lên 319. Bến Tre ghi nhận 702 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong các ca mắc mới, 694 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 12.565, ca điều trị khỏi 5.678, số ca tử vong cộng dồn 72. Vĩnh Long ghi nhận 525 ca nhiễm mới, trong đó 259 ca cộng đồng. Trong ngày thêm 5 ca tử vong nâng số ca tử vong lên 129. Cà Mau ghi nhận thêm 511 trường hợp dương tính, 279 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng. Sóc Trăng phát hiện 466 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó truy vết, sàng lọc phát hiện 324 ca cộng đồng. Trong ngày 5 ca tử vong, nâng tổng số lên 139 ca. Bạc Liêu thêm 438 ca dương tính SARS-CoV-2. Số ca tử vong trong ngày 4, nâng số tử vong lên 148 trường hợp. Trà Vinh ghi nhận 433 ca mắc, trong đó 307 ca cộng đồng. Ca mắc cộng dồn 10.409 trường hợp, điều trị khỏi 3.538 trường hợp, 60 trường hợp tử vong. Kiên Giang phát hiện 314 F0. Tổng số ca mắc cộng dồn 23.170, ca điều trị khỏi 19.674. Tiền Giang thêm 307 ca F0, trong đó 34 ca cộng đồng, 273 ca trong khu cách ly. Điều đáng nói, trong ngày 1.514 ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, An Giang ghi nhận 300 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, điều trị khỏi bệnh 870 trường hợp. Trong ngày 19 trường hợp tử vong, lũy kế bệnh nhân tử vong là 545 ca. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.